Quay lại với kênh mình, hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan nhận được cái bánh sinh nhật. Wow, trời ơi, chào chị, chị ở đâu đến đó chị? Của chị Ba Bình Tân. Trời ơi, chị Ba Bình Tân tặng chị Hồng Loan cái bánh sinh nhật rất là to. Trong khi thì chị Hồng Loan đi ra ngoài rồi, đi chợ rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn cô chú chị ơi. Bánh sinh nhật to đùng luôn ha. Chị Ba bình tĩnh. Đây cô chú anh chị, thương hiệu bánh bánh kem này. Bánh này rất là to nha cô chú anh chị. Đây, em. Dai dai. Cái hội để bạn lấy giùm anh nha. Đó, dạ. Wow. Wow, bánh kem quá trời bự luôn cả nhà ơi. Đây nè, có chữ nè, mớm yêu của chị Úc nha, cả nhà. Chị bảo bình tĩnh. Ngày 23 tháng 6 2024. Rồi, xin chào chị Úc nha. Rất là bự luôn á cả nhà. Đúng là chị bà quá là tuyệt vời luôn. Bánh đẹp quá. Chị bên đây thì anh Đạt, anh Vũ Đạt, FC Hồng Loan. Một bộ bông phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Toàn là những hình ảnh của chị Hồng Loan không luôn cả nhà. Ở bên cái bình bông nhựa là của cô Hồng Ngọc trong lúc bữa tuần giúp năm của chú Năm, hiện tại bây giờ vẫn còn của chú chị. Đây là bức tượng của chú Năm ha. Chị Ba Bình Tinh cũng tặng cho Hồng Loan một cái bánh kem rất là quan trọng. Tôi làm theo bức ảnh này các chú chị. Sáng giờ đi với kẹt xe lắm hả chị? Dạ. Đây cuối tuần mà. Ngày xí này chị Bơi mình tin đến luôn cô chú chị, thấp hương luôn cô chú chị ơi. Chị nữa chị Ba rảnh chị Ba sẽ đến. Sáng mừng thời của con người sĩ lên. Chị Loan đi cả nhà ơi, đi chào cô chú anh chị, các bạn quay lại với kênh Tin Ba Miền ha. Hiện tại là Tin Ba Miền cũng cập nhật là vô đi, vô trong luôn. Sáng giờ cái giỏ ha. Chị chào Phú Nhuận hả chị luôn? Chị chào Phú Nhuận hả chị? Rồi, sao nhốt em lại rồi? Nãy kêu rồi. Sáng là hè anh yêu chở chị yêu đi.
Bây giờ anh phải về sao đóng cửa được vậy em? Đi nhót luôn. Hết hồn. Bình tĩnh nha, chủ nhật là hai chồng đi chợ ha. Lạnh đấy chị Loan ơi, tại là lạnh ôm vô chị. Đó cô chú anh chị, đó cô chú anh chị Hồng Loan là xóm ngày hôm nay đó. Hai chị Hồng Loan cùng Minh Hải cũng đi xuống ghé qua shop Bình Vườn, sau đó chị Hồng Loan cũng đi chợ thôi nha. Tối hôm nay là chị Hồng Loan sẽ có cái buổi lựa live stream tại vùng 1 nữa nha, có những nhãnh hàng khác dù gồm có những hàng những người nổi tiếng trên TikTok của chú anh chị, có chị Ni, anh Linh, anh Sang và chị Bé ơ, có anh Linh Tý, chị Bích Trâm nữa của chú anh chị. Thì anh Linh Tý hôm qua cũng chia sẻ là anh Linh Tý Bích Trâm tới hơi trễ của chú anh chị. Thì hôm nay là ngày mai là sinh nhật của chị Hồng Loan đó của chú anh chị. Hồi sáng chị Hồng Loan cũng nhận món quà từ anh Đạt, tặng chị Hồng Loan một cái bó hoa rất là đẹp, điện chớp mang tên của chị Hồng Loan, có những cái hình ảnh của chị Hồng Loan của chú chị, những thu thập những hình ảnh rất là đẹp và dễ thương luôn của chú chị. Chúc mừng chị Hồng Loan sinh nhật. Thì hiện tại bây giờ thì anh Hải của chị Hồng Loan đi chợ, đi chợ nghe của chú chị. Thì em cũng đứng đây để cập nhật cho cả nhà mình xem. Thì hồi tối chị Ni cũng đến chị Hồng Loan này cả nhà, sau đó cũng rủ chị Hồng Loan đi ăn tối, nhưng mà trong lúc mà chị đi đến thì em đi về đồng chú chị, em không có ở đây được để cập nhật video cho cô chú chị của bạn xem được, cho nên là tin của mình đi về rồi sáng nghe tin của mình mới nghe các thông tin là tin của mình nghe thông tin là chị đi đến thôi, chứ thực tế là thì em cũng hồi tối không có quay được cô chú chị. Thì hôm qua thì cũng có một anh em hôm qua là trong mấy cái tủ lạnh đó cả nhà, thì nói chung là có con chuột nó chết ở trong đó, nhưng lại cái tủ lạnh nó cũng xì nước, nó cũng không thứ một phần, không có riêng gì con chuột không có chị. Thì tại cả nhà mình vẫn thấy nước ở trong tủ lạnh nó chảy ra, cho nên là rất là hôi luôn cả nhà. Mong có ngày trước là ngày 26 xử ở tại Hà Nội xong rồi đó sẽ tiếp tục về để xử cho mẹ con cô Sáu dọn đồ ra khỏi nhà, cho cái tủ lạnh của chị Hồng Loan rất là hôi thối. Cái phòng mà nghe thông tin là cái phòng mà hồi trước đùa ở của mẹ cô Sáu ở đó là chị Hồng Loan cũng chưa có được ai ở cô chú anh chị, bị hiện đang chiếu đùa đâu đó cô chú anh chị. Đó, cái tủ lạnh phía trong này mà hôi luôn, cho nên thì em cũng cập nhật cho cả nhà mình xem những biết những cái thông tin như vậy. Cô bánh ướt này của chú anh chị, thì hôm qua cũng lên tí chị Bích Trâm cũng tặng những món quà cô ở bên Úc cả nhà. Cô bán mới về, chú về à? Cô hôm qua cô có nhận quà chị Bích Trâm tặng cho cô thấy vui không? Cô hôm qua cô nhận quà cho chị Bích Trâm à? Cô ở bên Úc á, cô thấy vui không? Cô thấy cũng là những khớp á, đã giúp đỡ cho mình cũng nhớ ơn cũng dạ đúng cho, rồi kiểu như là cũng còn chờ cũng mang ơn cho mấy cổ được mạnh giỏi. Dạo này cô bán có được không? Bán ế đúng không? Cô bán cũng ế lắm con ơi. Bán thì kiếm được vài đồng thôi chứ. Mong cô chú anh chị ở gần á thì qua ủng hộ cho cô một hộp bánh ướt ha. Thì không được cho mình ơi. Chú đâu rồi? Cãi đây. Chú đâu rồi? Chú đi về rồi con. Chú đi về rồi hả?
À. Dạ buổi sáng cô bán cô đi bán vé số còn chú ở đây bán nước hả? Bán vé số hả con? Vé số thì cũng ít lại con. À. Chạy đủ. Hết vé số rồi. Chưa? Hết rồi con. Hết rồi đúng rồi, vậy là quý rồi. Mình có lấy mình bán thêm đến chiều không? Dạ không con. Đi nhiều quá nó mệt mỏi đó con ơi. À đi nhiều một hả? Một ngày có bán được bao nhiêu vé? Bán được cái 60 vé à con. 60 vé hả? Phụ thêm á. À 60 vé được bao nhiêu tiền? 60 ngàn con. 60 ngàn. 60 vé 60 ngàn. Để em sao đủ sống rồi cô. Giờ biết sao giờ, con cũng biết rồi. Sao mình để xe về sớm đi rồi mình đi bán thêm, đi bán ngày mai. Ngày 2 giờ chồng thì yếu quá con ơi, đau chân lắm, là không nổi con. Nếu mà trong ngày như vậy là bánh cuốn, ví dụ mà được hàng ấy là lên trên cho thì cũng cảm ơn lên trên. Bán được nhiều chút thì nó đỡ ra cho con, nó đủ sống. Bây giờ tình trạng đang khó khăn quá, nói chung là năm nay không phải là than gì con, năm nay tình hình kinh tế nó khó lắm. Bánh nó gán rồi, đi bán đi. Cô chú anh chị gần xa thì có tình thương gì thì giúp đỡ cô Bến Nước thì hãy liên hệ bằng kênh của em ha. Cảm ơn con nha. Dạ. Đó, cô chú anh chị, cô Bến Nước này hôm qua có cô Bến Nước cũng tặng cho cô Bến Nước tặng những phần quà. Có tặng tiền rồi đúng không cô? Có tiền con. À quà đúng không? Dạ. Rất là quý rồi. Quý rồi. Cô ít lòng nhiều mà cả nhà. Có lòng nhiều là quý rồi. Thì hôm qua có cô đó cũng tặng cho mấy anh em YouTube, 8 anh em YouTube mỗi người một bịch trục sưởng. Cả nhà. À, cảm ơn cô nha. À, cô cũng bán xong rồi cả nhà, thì em cũng chia sẻ cái clip cho cô chú anh chị các bạn xem. Nếu mà cô chú anh chị thấy thương thì ủng hộ cô thôi à, cả nhà. Thì hiện tại bây giờ về chị Loan đi chợ rồi Bến Hải rồi, Tiên Ba Miền cũng xin kết thúc clip tại đây. Mong cô chú anh chị cho em một like, một đăng ký và chia sẻ nha cô chú anh chị.